Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên thủ đô năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội phối hợp với Huyện đoàn Hoài Đức tổ chức Ngày hội Việc làm Thanh niên thủ đô lần thứ 12 năm 2020 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Huyện Hoài Đức, thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, thu hút trên 15.000 lượt người với sự tham gia của trên 50 đơn vị doanh nghiệp. Các hoạt động được diễn ra trong ngày hội gồm tư vấn tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề, tuyển sinh du học, tập huấn kỹ năng viết CV cho thanh niên, tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông, diễn đàn thanh niên thủ đô khởi nghiệp sáng tạo, tọa đàm chủ trương chính sách mới của chính phủ đối với người lao động trong nước và xuất khẩu lao động, trao đổi giải đáp các vấn đề khó khăn cho đoàn viên thanh niên, sinh viên, người lao động và giới thiệu trưng bày sản phẩm của các đơn vị. Đây là hoạt động thường niên của Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội nhằm trực tiếp kết nối, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, định hướng nghề nghiệp việc làm, thu thập thông tin về dự báo nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu với năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp của lao động, góp phần định hướng trong công tác đào tạo nhân lực trẻ.